Chương 3. Hành vi khách hàng. Ở phần trước chúng ta đã học thế nào một hành vi mua, mô hình hành vi mua của người tiêu dùng, cũng như những tác nhân có thể ảnh hưởng đến mô hình hành vi mua của người tiêu dùng. Theo đó, có 4 nhóm tác nhân gồm văn hóa, xã hội, cá nhân và tâm lý. Trong yếu tố tâm lý, động cơ là kích thích then chốt thúc đẩy ý thức chuyển biến thành hành động, thông qua sự nhận thức về nhu cầu và các rào cản. Vậy nhận thức là gì? Bài học hôm nay sẽ cho chúng ta một cái nhìn rõ nét hơn về khái niệm này. Một người đã có động cơ thì sẵn sàng hành động. Hành động này chịu ảnh hưởng bằng cách này hay cách khác, bởi sự nhận thức về hoàn cảnh của người đó. Hai người đều có cùng trạng thái kích thích và hoàn cảnh khách quan, nhưng nhau vẫn có thể hành động hoàn toàn khác nhau, vì nhận thức của họ về hoàn cảnh khác nhau. Tại sao người ta lại có những nhận thức khác biệt nhau trước những tình huống giống nhau? Tất cả chúng ta đều nắm bắt một tác nhân nào đó, thông qua những cảm giác truyền qua năm giác quan. Theo từ điển Bách khoa Việt Nam, nhận thức là quá trình biện chứng của sự phản ánh thế giới khách quan trong ý thức con người, nhờ đó con người tư duy và không ngừng tiến đến gần khách thể. Theo quan điểm triết học Mác Lênin, nhận thức được định nghĩa là quá trình phản ánh biện chứng hiện thực khách quan vào trong bộ óc của con người, có tính tích cực, năng động, sáng tạo, trên cơ sở thực tiễn. Sự nhận thức của con người vừa ý thức vừa vô thức, vừa cụ thể, vừa trừu tượng và mang tính trực giác. Theo quan điểm của phép tư duy biện chứng, hoạt động nhận thức của con người đi từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, và từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn qua các giai đoạn gồm một là nhận thức cảm tính, hay còn gọi là trực quan sinh động là giai đoạn đầu tiên của quá trình nhận thức. Đó là giai đoạn con người sử dụng các giác quan để tương tác trực tiếp với sự vật, sự việc, phản ánh bề ngoài của sự vật, sự việc dưới các hình thức, cảm giác, tri giác và biểu tượng. Thứ hai là quá trình nhận thức lý tính, hay còn gọi là tư duy trừu tượng là giai đoạn phản ánh gián tiếp, khái quát bản chất của sự vật, được thể hiện qua các hình thức khái niệm, phán đoán và suy luận. Cuối cùng là nhận thức trở về thực tiễn, ở đây tri thức được kiểm nghiệm là đúng hay sai. Nói cách khác, thực tiễn có vai trò kiểm nghiệm tri thức đã nhận thức được. Nhận thức định hướng cho thực tiễn nhưng thực tiễn lại trở thành tiêu chuẩn của chân lý, là cơ sở động lực, mục đích của nhận thức. Nhận thức không chỉ tùy thuộc vào đặc điểm cá nhân của con người, vào sự tác động của các nhân tố ảnh hưởng, mà còn tùy thuộc vào mối tương quan giữa nhân tố ấy với hoàn cảnh chung quanh, và với đặc điểm cá nhân của người đó. Con đường nhận thức được thực hiện qua các giai đoạn từ đơn giản đến phức tạp, từ thấp đến cao, từ cụ thể đến trừu tượng, từ hình thức bên ngoài đến bản chất bên trong, dẫn đến những nhận thức khác nhau, đối với cùng một nhân tố tác động khi trải qua ba quá trình nhận thức. Một là sự quan tâm có chọn lọc, hai là sự bóp méo có chọn lọc, ba là sự ghi nhớ có chọn lọc. Theo đó, sự quan tâm có chọn lọc xảy ra khi con người phải tiếp xúc với cùng lúc đồng thời vô số các nhân tố tác động hàng ngày, buộc phải tiến hành sàng lọc chúng căn cứ trên xu hướng ưu tiên những nhân tố kích thích có liên quan đến một nhu cầu hiện hữu hoặc những nhân tố kích thích mà họ đang mong đợi hay những nhân tố kích thích có những điểm khác biệt hẳn so với những nhân tố thông thường. Ngay cả những nhân tố kích thích đã được chú ý đến cũng không nhất thiết được tiếp nhận đúng như dự kiến. Mọi người đều cố gò ép những thông tin nhận được vào khuôn khổ những ý nghĩ sẵn có của bản thân. Sự bóp méo có chọn lọc mô tả xu hướng con người muốn gán cho thông tin những ý nghĩ của cá nhân. Tuy nhiên, thông thường, con người có khuynh hướng giải thích thông tin theo cách ủng hộ, chứ không phải thách thức những quan niệm có sẵn. Ghi nhớ có chọn lọc xảy ra khi con người có xu hướng quên đi những sự vật, sự việc họ đã nhận thức được, và chỉ giữ lại những gì ủng hộ niềm tin và thái độ của bản thân mình sau đó. Tìm hiểu sự đa dạng của các yếu tố nhận thức nêu trên, những người làm marketing có những thông tin cần thiết để thiết kế và chuyển tải chúng đến đúng đối tượng khách hàng mục tiêu của mình. Sau động cơ và nhận thức, kiến thức là khái niệm thứ ba trong yếu tố tâm lý có thể ảnh hưởng đến hành vi mua của người tiêu dùng. Kiến thức diễn tả những thay đổi trong hành vi của một người phát sinh từ kinh nghiệm. Các nhà lý luận về kiến thức cho rằng, kiến thức của một người có được từ sự tương tác của những thôi thúc, tác nhân kích thích, những tình huống gợi ý, những phản ứng đáp lại và sự củng cố. Sự thôi thúc là một nhân tố kích thích nội tại thúc đẩy hành động. Kiến thức là thông tin theo ngữ cảnh, thích hợp và có thể hành động được, nghĩa là kiến thức có các thành phần phản ánh và có kinh nghiệm. Kiến thức gồm kiến thức xác nhận và kiến thức khả năng được cấu thành dựa trên ba yếu tố gồm kiến thức được xây dựng trên niềm tin đó đúng đắn và có lý do đúng đắn để chứng minh niềm tin đó. Có hai cách để tìm kiếm lý do đúng đắn là phương pháp không chấp nhận sự may rủi và phương pháp đạt được kiến thức thông qua năng lực. Ý nghĩa thực tiễn của lý luận về kiến thức đối với những người làm marketing là ở chỗ họ có thể tạo ra nhu cầu đối với một sản phẩm bằng cách gắn liền sản phẩm ấy với những thôi thúc mạnh mẽ, sử dụng những gợi ý có tính chất thúc đẩy và đảm bảo sự củng cố có tính chất tích cực.
Tuy nhiên, để có kiến thức như chúng ta đã đề cập, bắt buộc phải dựa trên một niềm tin đúng đắn, theo đó, niềm tin và thái độ cũng có ảnh hưởng nhất định đến hành vi mua của người tiêu dùng thông qua cơ chế ý thức. Niềm tin là ý nghĩ khẳng định mà con người có được về những sự việc nào đó. Niềm tin có thể dựa trên cơ sở những hiểu biết, dư luận hay sự tin tưởng, và có thể chịu ảnh hưởng hay không chịu ảnh hưởng của yếu tố tình cảm. Trong khi thái độ mô tả những đánh giá tốt hay xấu dựa trên nhận thức, những cảm xúc và những xu hướng hành động của một người về một đối tượng, hoặc một ý tưởng nào đó. Thái độ dẫn người ta đến quyết định ưa hay ghét một đối tượng, hướng đến hay rời xa nó. Thái độ của một người được hình thành theo một khuôn mẫu thống nhất, do đó làm cho người ta xử sự khá nhất quán đối với những sự vật tương tự, và rất khó thay đổi. Muốn thay đổi một thái độ nào đó có thể phải thay đổi, luôn cả những thái độ khác nữa. Một doanh nghiệp sẽ được lợi rất nhiều từ việc nghiên cứu các thái độ khác nhau của công chúng, về các sản phẩm và nhãn hiệu của mình, có thể tận dụng hàng hóa phù hợp với những thái độ hiện có, tránh việc sửa đổi các thái độ của công chúng. Như vậy, chúng ta có thể đánh giá được những lực lượng tác động đến hành vi của người tiêu dùng. Việc lựa chọn của một người là kết quả từ sự tác động qua lại phức tạp của những yếu tố văn hóa, xã hội và tâm lý. Có nhiều yếu tố trong số này những người làm marketing không thể gây ảnh hưởng được. Tuy nhiên, chúng có ích cho việc nhận dạng được sự quan tâm của người mua đối với sản phẩm, cũng như khái quát được quy trình hành vi mua cơ bản của người tiêu dùng. Theo đó, dựa trên lý thuyết của Philip Kotler, tiến trình quyết định mua của người tiêu dùng có thể được mô hình hóa thành 5 giai đoạn: ý thức về nhu cầu, tìm kiếm thông tin, đánh giá các phương án, quyết định mua và hành vi sau khi mua. Như vậy, tiến trình quyết định mua của người tiêu dùng đã bắt đầu trước khi việc mua thực sự diễn ra, và còn kéo dài sau khi mua.
Tuy nhiên, trong trường hợp những sản phẩm mà người tiêu dùng thường xuyên mua, thì họ có thể bỏ qua hay đảo lại một số giai đoạn. Tiến trình mua khởi đầu khi người mua ý thức được nhu cầu, cảm thấy có sự khác biệt giữa trạng thái thực tế và trạng thái mong muốn. Nhu cầu có thể bắt nguồn từ các tác nhân kích thích bên trong và bên ngoài của chủ thể. Với trường hợp các tác nhân bên trong, khi nhu cầu bình thường của con người tăng dần đến một mức độ nào đó và trở thành sự thôi thúc. Dựa vào kinh nghiệm, con người hiểu được cách thức giải quyết sự thôi thúc này và động cơ của nó sẽ hướng đến những phương tiện có thể thỏa mãn. Ở một khía cạnh khác, khi chủ thể chịu tác động từ một tác nhân kích thích từ bên ngoài, những tác nhân đó có thể gợi mở một vấn đề hay một nhu cầu trong hệ tinh thần của con người. Ví dụ như một người đi ngang qua tiệm phở và cảm nhận được hương vị thơm ngon bốc lên của tô phở đã kích thích làm cho người đó cảm thấy đói. Hay một người phụ nữ nhìn thấy một chiếc váy đẹp của cô hàng xóm thì dễ nảy sinh nhu cầu thể hiện mình, cảm giác muốn mua sắm hàng hóa tương tự. Người làm marketing ở giai đoạn này cần xác định được các hoàn cảnh có thể làm cho người tiêu dùng nhanh chóng hiểu rõ vấn đề hay dạng kích thích nào có thể phát sinh vấn đề hay nhu cầu, lý giải xem cái gì tạo ra chúng và cách thức chúng tác động làm cho người tiêu dùng đi đến lựa chọn mua một sản phẩm nhất định. Bước thứ hai trong quy trình mua là tìm kiếm thông tin. Một người tiêu dùng đã có nhu cầu thì sẽ bắt đầu xác định, tìm kiếm thông tin về những đối tượng có thể thỏa mãn mong muốn của mình. Nếu sự thôi thúc mạnh, đối tượng thỏa mãn mong muốn phù hợp, người tiêu dùng có thể sẽ mua ngay. Ngược lại, người mua sẽ chỉ đơn giản lưu giữ nhu cầu trong tiềm thức, thay đổi mong muốn hoặc tiếp tục tìm kiếm đối tượng khác, có thể thỏa mãn mong muốn ban đầu. Trong trường hợp họ muốn tìm kiếm thông tin, thường khai thác các nguồn từ nhóm tham khảo, đại chúng và bản tin thương mại, ảnh hưởng của những nguồn thông tin này, đến quyết định mua thay đổi tùy theo loại sản phẩm và đặc điểm cá nhân của người mua. Nhìn chung, người tiêu dùng chấp nhận những thông tin về sản phẩm từ các nguồn thông tin thương mại, tức là các nguồn thông tin mà người làm marketing có thể chi phối được. Tuy nhiên, những biểu hiện hiệu quả nhất cho việc thúc đẩy quyết định mua chủ yếu đến từ các nguồn thông tin cá nhân và nhóm tham khảo, vì nguồn thông tin thương mại thường thực hiện chức năng thông báo, còn nguồn thông tin cá nhân thực hiện chức năng đánh giá và khẳng định, đồng thời còn củng cố lòng trung thành với thương hiệu. Bước thứ ba trong quy trình mua của các lơ là đánh giá các phương án lựa chọn. Đây là giai đoạn người tiêu dùng xử lý thông tin để lựa chọn nhãn hiệu cần mua trong số các đối tượng có thể thỏa mãn mong muốn mà họ quan tâm. Khi lựa chọn sản phẩm để mua và tiêu dùng, người tiêu dùng muốn thỏa mãn ở mức độ cao nhất nhu cầu của mình bằng chính sản phẩm đó. Họ tìm kiếm trong giải pháp của sản phẩm những lợi ích nhất định. Người tiêu dùng xem mỗi sản phẩm như một tập hợp các thuộc tính với những khả năng đem lại những lợi ích mà họ mong muốn và thỏa mãn nhu cầu của họ ở những mức độ khác nhau. Những thuộc tính mà người tiêu dùng quan tâm thay đổi tùy theo sản phẩm. Ngay cả khi đánh giá về một sản phẩm, sự nhìn nhận của họ về những thuộc tính mà họ cho là quan trọng nhất hay nổi bật nhất cũng không hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa, những thuộc tính nổi bật nhất không phải bao giờ cũng là những thuộc tính quan trọng nhất. Một số thuộc tính nổi bật lên vì người tiêu dùng bị ảnh hưởng của quảng cáo có nhấn mạnh về thuộc tính ấy. Ngược lại, một thuộc tính nào đó không thật sự nổi bật và dễ dàng bị lãng quên nhưng lại là yếu tố mà người mua vốn rất cần nó. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào tiến trình đánh giá để đi đến một quyết định mua. Tuy nhiên, hiện thực lại có rất nhiều tiến trình đánh giá để đi đến một quyết định mua. Tuy nhiên, hầu hết các tiến trình đánh giá của người tiêu dùng đều định hướng theo nhận thức. Tức là khi hình thành những nhận xét về sản phẩm, người tiêu dùng chủ yếu dựa trên cơ sở ý thức và tính hợp lý. Người tiêu dùng có xu hướng xây dựng cho mình một tập hợp những niềm tin vào các nhãn hiệu, trong đó chúng được đánh giá theo những thuộc tính riêng biệt. Những niềm tin về nhãn hiệu tạo nên hình ảnh về nhãn hiệu. Niềm tin vào nhãn hiệu của người tiêu dùng sẽ thay đổi theo kinh nghiệm của họ và tác động của nhận thức có chọn lọc, bóp méo có chọn lọc hay ghi nhớ có chọn lọc. Người tiêu dùng hình thành các thái độ, nhận xét, ưa thích đối với các nhãn hiệu thông qua một quá trình đánh giá. Một phương pháp đánh giá phổ biến là cân nhắc nhiều tiêu chuẩn cho từng nhãn hiệu và tổng hợp bằng cách cho điểm để đánh giá. Vì vậy, để tác động đến người mua, làm cho họ quan tâm hơn đến một nhãn hiệu nào đó của doanh nghiệp có thể khảo sát theo hình thức này và nâng cấp các tiêu chuẩn mà người mua ưu tiên. Giai đoạn mà doanh nghiệp muốn tác động nhất là bước quyết định mua của người tiêu dùng. Trước đó, người mua đã sắp xếp các nhãn hiệu trong nhóm các đối tượng có thể thỏa mãn mong muốn theo thứ bậc và hình thành ý định chọn lựa đối tượng phù hợp nhất, đồng nghĩa với việc mua nhãn hiệu được đánh giá cao nhất. Bình thường, người tiêu dùng sẽ mua nhãn hiệu được ưu tiên nhất. Tuy nhiên, có hai trường hợp sẽ làm thay đổi quyết định mua của cá nhân người tiêu dùng, gồm: một là thái độ của gia đình và các nhóm tham khảo như bạn bè, đồng nghiệp, không chỉ làm ảnh hưởng đến quy trình đánh giá ban đầu, mà còn dẫn dắt hành động theo kinh nghiệm của người tiêu dùng khác. Hai là các yếu tố của hoàn cảnh, như hy vọng về thu nhập gia tăng, sản phẩm thay thế hoặc cảnh quan cửa hàng. Việc chuyển đổi hành vi tiêu dùng thành hành vi xem và ra quyết định mua ngay, tại điểm bán không hiếm gặp khi doanh nghiệp cung cấp những trải nghiệm mua sắm trực tiếp. Bước cuối cùng trong quy trình mua là hành vi sau khi mua. Sau khi đã mua sản phẩm, trong quá trình tiêu dùng người tiêu dùng sẽ cảm nhận được mức độ hài lòng hay không hài lòng về sản phẩm đó.
Người làm marketing cần tìm hiểu và phân tích hành vi của người tiêu dùng sau khi mua, cũng như những phản ứng đáp lại của họ đối với trạng thái hài lòng hay không hài lòng về sản phẩm để có các giải pháp marketing đáp ứng và điều chỉnh kịp thời nhằm cải thiện tình hình. Như vậy, công việc của người làm marketing không kết thúc khi sản phẩm đã được mua, mà kéo dài cả đến giai đoạn sau khi mua. Theo đó, doanh nghiệp cần quan tâm đến hai vấn đề, sự hài lòng sau khi mua và sự hài lòng có thể duy trì bằng phương thức nào. Sự hài lòng sau khi mua của khách hàng phụ thuộc vào mức độ thỏa mãn khi sử dụng sản phẩm, hay độ chênh lệch giữa kỳ vọng cá nhân với cảm nhận thực tế về độ hữu dụng của sản phẩm. Thông thường đây là quá trình đánh giá, rà soát và đối chiếu lại hiệu quả của các nguồn thông tin thương mại và đúc kết lại thông tin cá nhân. Nếu giá trị sử dụng của hàng hóa cao hơn kỳ vọng của cá nhân, nó sẽ tạo ra giá trị hàng hóa bền vững và được đúc kết thành kiến thức, thúc đẩy hành động tái lập quyết định mua ở những lần kế tiếp. Ngược lại, sự yếu ớt trong nhận thức thỏa mãn của người tiêu dùng sẽ dẫn dắt việc tìm kiếm đối tượng khác khi nảy sinh nhu cầu tương tự. Người tiêu dùng bất mãn về sản phẩm có những thái độ đáp ứng lại khác nhau. Người tiêu dùng không được hài lòng sẽ lựa chọn một trong hai tình huống hành động. Họ có thể cố gắng giảm sự khó chịu bằng cách từ bỏ hoặc trả lại sản phẩm, hoặc họ có thể cố gắng giảm sự khó chịu bằng cách tìm kiếm thông tin nào có thể xác nhận giá trị cao của nó, hoặc tránh những thông tin có thể xác nhận giá trị kém của sản phẩm. Vì vậy, sự hài lòng có thể được củng cố và điều chỉnh khi người tiêu dùng được bù đắp. That told him. Yeah. And then what happened? He never. Morning. Yes. Have you got the disease? No. Has it hurt again, Dad? No. No. But that means... No, no. Look! There's nothing here. Hello? Hello? Sau khi đã hiểu được hành vi mua của người tiêu dùng, chúng ta sẽ tiếp tục tiếp cận với hành vi mua của một đối tượng khách hàng khác, có mục tiêu và nhu cầu tương đối khác biệt so với người tiêu dùng là các tổ chức, doanh nghiệp. Trong đó, điểm khác biệt cơ bản của các tổ chức so với khách hàng tiêu dùng cá nhân là, các khách hàng tổ chức mua hàng hóa và dịch vụ để phục vụ cho các hoạt động của tổ chức đó, tức là hàng hóa dịch vụ họ mua là yếu tố đầu vào cho hoạt động của họ. Khác biệt thứ hai là quy mô thị trường và khối lượng mua. Số lượng các khách hàng tổ chức thì ít hơn nhiều so với các khách hàng tiêu dùng cá nhân, nhưng số lượng mua thì lớn hơn nhiều, cũng như quy mô tập trung hơn so với nhu cầu tiêu dùng cá nhân, tần suất mua và cường độ mua hàng cũng diễn ra thường xuyên hơn. Điểm khác biệt thứ ba là, có nhiều người của công ty tham gia vào quá trình quyết định mua, hội đồng mua sắm. Số người tham gia tùy thuộc vào mức độ quan trọng của hàng mua. Có thể nêu ra một số dạng mua hàng chủ yếu sau đây của các tổ chức. Một là mua lặp đi lặp lại, không thay đổi về số lượng, chủng loại hàng mua. Hai là mua lặp lại có sự thay đổi về tính năng, quy cách hàng hóa, các điều kiện cung cấp ứng khác. Ba là mua để giải quyết các nhiệm vụ mới. Theo đó, khách hàng tổ chức được chia thành các nhóm thị trường gồm các doanh nghiệp sản xuất, các doanh nghiệp thương mại, các tổ chức chính quyền và tổ chức khác. Vì sự đa dạng trong đối tượng mua nên hành vi mua của tổ chức cũng rất đa dạng, tập trung chủ yếu trong ba mô hình sau. Một là dạng mô hình nhiệm vụ gồm các hình thức ra quyết định mua dựa trên yêu cầu của tổ chức, như mô hình giá tối thiểu, mô hình tổng chi phí thấp nhất. Dạng thứ hai là các mô hình cảm tính khi quy trình mua, được bổ sung các yếu tố phi kinh tế. Cuối cùng là các mô hình phức hợp, điển hình với mô hình hành vi mua của khách hàng mua công nghiệp hay mô hình đơn giản tung. Quá trình này tương tự như quá trình thông qua quyết định mua của người tiêu dùng. Tuy nhiên, ở đây tổ chức phải trải qua nhiều giai đoạn hơn với 9 bước. Đầu tiên, tổ chức vẫn cần ý thức được vấn đề cần phải mua sắm.
Ý thức này xuất hiện dưới sự tác động của các yếu tố bên trong doanh nghiệp, như nhu cầu nguyên vật liệu hoặc từ các yếu tố kích thích bên ngoài, quảng cáo, chào hàng. Trong giai đoạn này, người làm marketing cần hiểu được hệ thống sản xuất, quản trị cơ bản của khách hàng. Không như bản thân người tiêu dùng, tổ chức dù có ý thức được vấn đề, nhưng vẫn phải khái quát được nhu cầu ấy bằng mong muốn thiết thực, nghĩa là mô tả nhu cầu bằng cách xác định các đặc tính của đối tượng cần mua. Sau đó, tổ chức mới đánh giá tính năng của hàng hóa. Đây là giai đoạn mà các chuyên gia của tổ chức thực hiện việc đánh giá ưu nhược điểm của hàng hóa, vật tư, thiết bị, về kỹ thuật, kinh tế trên cơ sở phân tích hiệu quả chi phí. Khi đã xác định chính xác đối tượng có thể thỏa mãn mong muốn của tổ chức mới thực hiện bước tiếp theo là tìm kiếm người bán thích hợp hay tìm hiểu những nhà cung ứng đủ điều kiện để yêu cầu họ cung cấp thông tin và chào hàng sản phẩm. Trong giai đoạn này, vai trò của các đại diện bán hàng rất quan trọng, giúp cho nhà cung ứng lọt vào tầm ngắm của tổ chức. Cũng tương tự như người tiêu dùng, khi đã thu thập đủ thông tin, tổ chức cũng sẽ tiến hành đánh giá, lựa chọn nhà cung ứng. Để đánh giá có cơ sở, bên mua sẽ liệt kê những yêu cầu cần thiết cho các nhà cung ứng. Các đặc điểm này được xếp theo thứ tự mức độ quan trọng, hoặc được gắn cho các trọng số, sau đó lấy kết quả bình quân ra quyền làm cơ sở, để so sánh giữa các nhà cung ứng khác nhau. Đối với hình thức mua qua thủ tục đấu thầu thì đây là giai đoạn mở thầu. Tổ chức tiến hành mở thầu, chấm thầu và công bố người trúng thầu. Sau khi đánh giá hoàn tất, tổ chức sẽ có thể tiến hành thỏa thuận các thủ tục đặt hàng. Cuối cùng, như hành vi sau mua của người tiêu dùng, tổ chức cũng đánh giá lại người cung ứng. Người mua có thể đánh giá các nhà cung cấp bằng cách sử dụng một số các tiêu chuẩn nào đó, có thể kèm theo trọng số ứng với mỗi tiêu chuẩn. Trên cơ sở đánh giá đó mà bên mua quyết định tiếp tục mua, mua có thay đổi hay không mua tiếp đối với các nhà cung cấp đã chọn. Quyết định mua của tổ chức chịu ảnh hưởng của nhiều các yếu tố khác nhau, nhưng nhìn chung có thể bao hàm trong 4 nhóm chính gồm những yếu tố môi trường, các đặc điểm của tổ chức, quan hệ cá nhân và yếu tố cá nhân của những người tham gia hội đồng mua. Vì tổ chức cũng tương tự như doanh nghiệp nên mọi hoạt động của nó đều chịu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường bên trong và bên ngoài. Đồng thời, sự thống nhất của hội đồng mua chính là yếu tố tâm lý đám đông có ảnh hưởng đến hành vi mua của tổ chức.